Chào mừng các bạn đến với kênh Pet Stock. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại thức ăn cá kiển có tên là Hikari lá anh hét, là thức ăn Hikari cho cá vàng lan thọ. Đây là hình dáng con cá vàng lan thọ. Mini pellet là viên nhỏ, cái viên nó hình dáng như thế này. Ok. Sinking type là cái loại chim. Promote head growth có nghĩa là kích thích tăng trưởng đầu. Superior color enhancement kích thích màu tối đa, có nghĩa là làm cho cá lên màu, đặc biệt cho thức ăn cá đặc biệt. Ok. Trọng lượng của nó là 350 gram. Net weight 350 gram. Item number, cái này là mã số nè bạn, 05234. Thức ăn cá này nó nhiều mà nó giống nhau, cách phân biệt duy nhất là mã số các bạn. Chẳng hạn như mình giờ cũng vậy, khi có khách đặt hàng mình coi cái mã số của nó, rồi mình coi theo cái mã số chứ còn tên thì mình không coi, nó rất là dễ lộn. Cái gì đâu mà Goldfish Table, rồi Silic, rất là nhiều, Silic Excel, Silic Go, Bio Go, rất là dễ lộn. Bởi vì mình căn cứ vào cái mã mình lấy là chắc chắn. Với lại nhiều khi cùng một loại thức ăn mình nó có cái trọng lượng khác nhau, bởi vì nếu mà mình nhìn cái tên không mà rất là dễ lộn, mà nhìn cái mã là chắc chắn không có lộn. Ok, đây là mặt sau này, trên đây viết bằng tiếng Nhật, cái đây viết bằng tiếng Anh. Tiếng Anh này thì mình đã có dịch sẵn rồi, ở trên bài của mình đăng là mình có dịch sẵn rồi. Ví dụ như đây là cái loại thức ăn hàng ngày cho cá vàng lan thọ dạng chìm, được áp dụng công nghệ sinh học tạo màu. Ok, mình dịch sẵn rồi. Tạo màu sắc tuyệt đẹp, dáng cực chuẩn và sức khỏe tuyệt vời. Công thức đặc biệt từ nguồn nguyên liệu tốt nhất, tạo nên dáng vẻ đặc trưng của cá vàng lan thọ. Trước kia chỉ các loại thức ăn sống tự nhiên mới tạo nên cá vàng lan thọ. Tuy nhiên, thức ăn tự nhiên tiềm ẩn nguy cơ bệnh ký sinh trùng cho cá nên không an toàn. Với thức ăn Hikari thì có các yếu tố của thức ăn sống tự nhiên đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cá. Bột tép và tảo spirulina tinh khiết tạo chứa caroten tự nhiên, làm cho cá có màu sắc rực rỡ và đặc trưng. Viên thức ăn chìm không tan trong nước, do đó không làm ô nhiễm nước trong bể cá. Khẩu phần cho ăn cẩn thận, mỗi lần một ít, sao cho cá có thể tiêu thụ hết trong vòng 3 phút. Số lần cho ăn tùy thuộc vào nhiệt độ nước, điều kiện bể và tình hình hoạt động của cá. Khuyên dùng cho các loại cá là cá Fancy Goldfish là cá vàng hơi, Aranda là anh hét, Azumanishiki Ranchu. Ok, đây là mặt dưới các bạn, bao bì rất là cứng cáp, bảo đảm không bị bể vỡ trong quá trình vận chuyển. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.